với việc 12 nước thành viên TPP, trong đó có Việt Nam, ký vào văn kiện Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương ngày hôm qua tại New Zealand, quá trình điều chỉnh luật từng nước và phê chuẩn đã thực sự bắt đầu để FTA lớn nhất thế giới này có hiệu lực sau 2 năm nữa. Vậy đối với Việt Nam thì TPP sẽ có tác động như thế nào và Việt Nam sẽ phải làm gì ngay từ bây giờ để đón đầu những cơ hội và giải quyết các thách thức? Phóng viên Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, trưởng đoàn Việt Nam tham gia ký hiệp định TPP tại New Zealand. Chưa, xin cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Thưa Bộ trưởng, với việc ký kết hiệp định TPP thì Việt Nam chúng ta sẽ có được những lợi thế nào và sẽ gặp phải những thách thức nào trong quá trình hội nhập khu vực? Trước hết là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sau khi hiệp định có hiệu lực, đối với mặt hàng dệt may và đối với mặt hàng giày dép có thể tăng trưởng ngay ở cái mức 15-20%. Đấy là chưa kể đến khi mà chúng ta đã được hưởng cái thuế suất ưu đãi đấy, thì ngay từ năm đầu tiên chúng ta có thể đã tiết kiệm được, đối với dệt may chẳng hạn, thì có thể đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ cái tiền thuế mà đáng lẽ chúng ta phải nộp cho cái hàng xuất khẩu, với cái động lực là sẽ được hưởng ưu đãi đối với nhiều cái mặt hàng trong cái khung khổ TPP, thì chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư kể cả trong nước và ngoài nước sẽ tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mà lâu nay chúng ta đang kêu gọi đầu tư nhưng mà cái sự hưởng ứng nó chưa được nhiều. Còn nói về thách thức thì trước hết đó là cái sự cạnh tranh nó sẽ khốc liệt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi thì có không ít doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thì cũng lạc hậu, rất khó trong cái việc đứng vững được. Vâng, như Bộ trưởng vừa nói thì sau khi ký kết TPP, Việt Nam chúng ta sẽ có một số cái thuận lợi trong những lĩnh vực như là dệt may, da giày, thủy sản. Nhưng trong lĩnh vực chăn nuôi thì lại gặp nhiều thách thức. Vậy làm sao chúng ta có thể hạn chế được những cái thách thức và phát huy được những lợi thế? Chẳng hạn như trong lĩnh vực dệt may và sản xuất giày dép thì hiệp định chỉ thực sự có ý nghĩa đối với chúng ta nếu như cái hàm lượng sản phẩm mà chúng ta làm ra tại Việt Nam nó đạt được cái tỷ lệ nhất định theo cái cam kết, để từ đó chúng ta được hưởng cái ưu đãi về thuế suất. Hiện nay thì đối với ngành, hai cái ngành này đấy, ngành dệt may và sản xuất giày dép, cái tỷ lệ mà chúng ta sản xuất tại Việt Nam nó còn tương đối khiêm tốn. Đối với dệt may thì khoảng 50%, đối với giày dép thì khoảng 60%. Chúng ta phải làm thế nào nâng cao được cái tỷ lệ này nữa. Ở đây thì chúng tôi muốn nói đến những cái nguyên tắc về quy tắc xuất xứ, tức là nếu mà anh không đạt được một cái tỷ lệ nhất định cái hàm lượng sản xuất tại Việt Nam thì chúng ta khó mà được hưởng ưu đãi. Vì thế muốn tận dụng được cơ hội này, ngành dệt may và ngành giày dép phải thu hút được đầu tư để sản xuất nguyên phụ liệu tại Việt Nam. Thế còn đối với những cái lĩnh vực thực sự là khó khăn và thách thức, ví dụ như là chăn nuôi, ví dụ một số cái sản phẩm nông nghiệp, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các nước TPP chia sẻ với Việt Nam và phải thừa nhận cái chênh lệch về trình độ phát triển để có những cái ưu đãi nhất định, những cái linh hoạt nhất định cho Việt Nam. Và trên thực tế chúng ta đã đạt được, ví dụ như là trong lĩnh vực chăn nuôi thì chúng ta có những cái bảo hộ cho một số sản phẩm như là thịt gà, thịt lợn, rồi một số nông sản hết cái lộ trình, thì lúc đó có thể trình độ sản xuất của chúng ta, năng suất lao động của chúng ta, chi phí sản xuất của chúng ta nó sẽ bắt kịp với cái trình độ chung của các nước TPP. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam.